Chiều 12 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi kiểm tra điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tại ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình và cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại ga Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải đã lên chuyến tàu SETN3, trò chuyện với một số hành khách để nắm bắt tình hình, lắng nghe đánh giá của người dân về chất lượng phục vụ của ngành đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán. Làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ga Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, với hệ thống hạ tầng giao thông hiện có, nếu làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đồng chí yêu cầu ngành đường sắt phải thay đổi tư duy, tối ưu hóa năng lực quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ mọi mặt. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương có đường sắt đi qua phải coi việc nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp tham gia cùng ngành đường sắt nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là trong đợt cao điểm người dân trở lại thành phố làm việc trong những ngày tới. Tại bến xe Mỹ Đình, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã biểu dương lãnh đạo Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transaco về sự phối hợp tốt trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại các nhà ga, bến tàu, bến xe trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Lưu ý đặc biệt nhiệm vụ trong những ngày tới, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan phải thực hiện tốt kế hoạch đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh trật tự tại bến xe Mỹ Đình. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, bến xe Mỹ Đình là bến xe lớn nhất Hà Nội, là điểm đầu mối giao thông kết nối với 42 tỉnh, thành phố, tương đương với hơn một nửa người dân cả nước đi lại qua đây. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và bến xe Mỹ Đình cần phải ý thức rõ trách nhiệm này, phấn đấu xây dựng dịch vụ của bến xe ngày càng xanh, sạch, đẹp, thanh lịch, góp phần quảng bá và nâng cao hình ảnh của thủ đô Hà Nội. Làm việc với lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, cảng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong những ngày tới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên. Làm sao để mỗi người đều ý thức rõ trách nhiệm quan trọng của mình đối với việc xây dựng hình ảnh đất nước. Thay mặt Chính phủ và thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải.